Thấy các anh chị em mình đã làm cha làm mẹ rồi, mình mới thấy mình thương con, yêu con vô cùng. Con mình nó sứt cái tay cái là mình buốt hết cả ruột. Nó vấp ngã một cái thì mình đau toàn thân. Đấy. Con đau lòng mẹ tơi bời, con sốt lòng mẹ như bình nước sôi. Người mẹ, người cha là như thế, kể cả cha cả mẹ. Thì hôm nay chúng ta nhớ lại, ôn lại, mình có con rồi mình thương con thế nào, thì biết rằng cha mẹ cũng thương yêu mình như thế. Và quả thật cái tình thương ấy rất thiêng liêng. Cho nên thầy rất là mong tất cả anh chị em chúng ta ở đây, chúng ta sẽ là những người gìn giữ cái đạo lý truyền thống của dân tộc mình, đạo lý hiếu hạnh này, và chúng ta phải phát huy nó, nhất là trong cái thời đại bây giờ, cái thời đại mà công nghiệp phát triển, văn minh vật chất nó đã đi đến đỉnh cao, thì những cái đạo lý truyền thống này rất dễ bị mai một nếu chúng ta không giáo dục con em chúng ta về tinh thần hiếu đạo. Thì con em chúng ta nó cũng không hiểu được đâu. Các cháu bây giờ sinh ra được chăm bẵm từ nhỏ, và chúng ta thì không sinh nhiều con, 1 đến 2 con thôi. Cho nên con cái của chúng ta bây giờ trở thành những ông hoàng bà chúa, các cháu nó được yêu chiều từ nhỏ, mọi người cả nhà vì các cháu. Cho nên các cháu khó sinh ra được cái tâm ấy, biết ơn đền ơn lắm, rất khó. Cái tính ích kỷ của các cháu bây giờ rất nhiều, và cái ích kỷ này nó sẽ ăn mòn đi hết cái tâm tốt đẹp, mà trong đó cái hiếu tâm là đầu tiên. Cho nên cha mẹ nếu mà không đáp ứng được những đòi hỏi mong muốn của các cháu, thì các cháu sẵn sàng sân giận với cha mẹ, oán trách cha mẹ, và có khi là từ bỏ cả cha mẹ, bỏ nhà, không cần cha mẹ nữa. Đấy, tình trạng của con em chúng ta bây giờ là như vậy. Cho nên thầy tán thán cái việc làm của ban lãnh đạo công ty hôm nay lắm. Anh chị em tổ chức một cái lễ vu lan này rất là tốt. Mỗi mỗi chúng ta phải là một gọi là tình nguyện viên trong việc phát huy đạo hiếu. Bản thân chúng ta thực hành hiếu đạo, chúng ta lại tuyên truyền phổ biến hiếu đạo cho mọi người. Cái truyền thống hiếu đạo này chúng ta phải giữ gìn phát huy, nó vô cùng quý luôn đó. Thầy thấy nó quý lắm. Mất hiếu đạo là chúng ta mất tất cả. Cho nên Đức Phật coi trọng chữ hiếu đến như vậy.